Đây là cách bật tần số quét cao cho iPhone từ đời iPhone 6 trở lên nhé các bạn. Ok thì Apple đã không nói tính năng này. Thì đầu tiên các bạn vào ứng dụng Flash 3 giùm mình. Đấy, nhưng mà các bạn phải cài luôn chiếc FirePass để hỗ trợ 120Hz luôn luôn nhé các bạn. Bạn cú xuống. Đây các bạn thấy cái phần tần số quét cao 100Hz cho iPhone đó. Các bạn bật lên giùm mình nhé. Đầu tiên nó sẽ tắt như thế này. Đấy, đầu tiên nó sẽ tắt như thế này. Và sau các bạn bật lên, các bạn bấm relax giùm mình nhé. Relax. Rồi. Ok. Đó, các bạn để iPhone để cho nó khởi động đồ kia lên một tí. Và bây giờ mình sẽ so sánh. Đây, đây một bên là tần số quét 60Hz và tần số quét 100Hz nha các bạn. Thì các bạn thấy thì cái trick làm tần số quét lên cao thì nó có tác dụng thực sự nha các bạn. Thì để vô Flash 3 cho các bạn xem lại. Các bạn trải nghiệm thực tế ngoài đời nó còn sướng hơn rất nhiều nha các bạn. Nó sướng hơn màn 60Hz rất là nhiều. Rồi đây. Tần số quét 100Hz nha các bạn. Vô Flash Gray nào, đúng 100 luôn nha các bạn. Còn ở dưới FPS ở dưới đây thì 100 luôn, nó đều hết đấy, rất là sướng. Mình đã bật lên được tính năng này của Apple.